Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên Nghĩa Tin Tức. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 bài bình luận về cuộc tranh luận trên New York Sun, Wall Street Journal và The Spectator, bài thứ 3 này của Amber Duke là hay nhất. Đặt cuộc tranh luận vào bối cảnh của nước Mỹ, mà hai ứng cử viên lẫn đài ABC đều không làm tròn nhiệm vụ thông tin cho cử tri chọn lựa. Có khi ban tranh cử Trump lại suy nghĩ và thua Meta gỡ bài cáo, đồng ý với một cuộc tranh luận thứ nhì. Bài thứ nhất, cuộc tranh luận giữa Trump và Harris đã làm thất vọng cử tri. Không ứng cử viên nào thực hiện tốt phụ kiện của mình trong bối cảnh ABC điều hành tồi tệ. Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump là một cơ hội bị bỏ lỡ cho cả hai ứng cử viên và do đó gây thất vọng cho cử tri Mỹ. Trump có 3 điểm cần phải đưa ra để chống lại Kamala Harris, rằng cử tri không thể tin tưởng bà vì bà liên tục thay đổi lập trường chính sách mà không có lời giải thích thỏa đáng, rằng bà đã che đậy những khiếm khuyết về nhận thức của Tổng thống Joe Biden trước người dân Mỹ và sau đó tham gia vào một cuộc đảo chính để hạ bệ ông khi bà thấy thuận tiện về mặt chính trị, và rằng bà đã có 3 năm rưỡi để làm những việc mà bà tuyên bố sẽ làm vào ngày đầu tiên làm Tổng thống. Trump đã chỉ ra một vài lần rằng bà đã thay đổi lập trường của mình về việc khai thác khí đá phiến và cắt giảm ngân sách cảnh sát, nhưng có thể đã thành công hơn trong việc giải thích ý nghĩa của việc đó đối với chiến dịch của bà. Tại sao bà lại thay đổi những lập trường đó? Bà có thực sự chuyển đổi chính trị không? Hay là, như thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã nói, bà biết mình cần phải làm như vậy để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nếu chúng ta tin rằng đó là trường hợp sau, hãy chứng minh rằng bà sẽ điều hành đất nước như một người cấp tiến mà bà đã thể hiện vào năm 2019. Về điểm thứ hai, Trump đã nêu ra rằng Biden đã bị buộc phải ra đi trong một cuộc đảo chính và lưu ý đến sự tham gia của Harris, nhưng không đưa ra phát súng kết liễu. Harris đã nhiều lần tuyên bố trên sóng trước và sau cuộc tranh luận vào tháng 6 rằng Biden hoàn toàn khỏe mạnh. Bà ấy giải thích điều trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người thấy trên sân khấu tranh luận đó như thế nào. Cuối cùng, Trump đã đợi đến câu trả lời kết thúc của mình để chỉ trích Harris vì không làm những gì bà hứa sẽ làm sau khi đắc cử Tổng thống. Đó là một trong những khoảnh khắc hiệu quả nhất của ông và đáng lẽ phải được sử dụng sớm hơn và thường xuyên hơn. Trong khi đó, Harris cần phải giới thiệu bản thân với người dân Mỹ trong cuộc tranh luận này. Bà đã thành công trong việc vô hiệu hóa Trump nhiều lần, chẳng hạn như khi bà chuyển hướng khỏi vấn đề tồi tệ nhất của mình, nhập cư, bằng cách dụ Trump nói về quy mô đám đông của ông. Nhưng cuối cùng, màn trình diễn của bà lại là sự bất công đối với những cử tri muốn biết thêm về lập trường chính sách của bà và bị bỏ lại với rất nhiều lời xáo rỗng và không có lời giải thích nào về lập trường chính sách thay đổi của bà trong 4 năm qua. Bạn có thể nói, nền kinh tế cơ hội bao nhiêu lần trong khi né tránh việc liệu nền kinh tế hiện tại có tốt hơn so với 4 năm trước không. Tuy nhiên, điều tệ nhất của cuộc tranh luận lại đến từ công việc tồi tệ và không đồng đều của những người điều phối ABC. Trong khi Trump chỉ có thể tự trách mình về một số câu trả lời quanh co và lạc đề khi Harris để lộ bụng bầu, thì thật khó để tham gia một cuộc tranh luận chống lại 3 người thách đấu. David Muir và Lindsay Davis liên tục kiểm tra thực tế Trump sau các phản hồi của ông, bao gồm cả việc ông nhắc đến cựu thống đốc Virginia Ralph Northam, nói rằng các bác sĩ và cha mẹ có thể có một cuộc trò chuyện về việc để một đứa trẻ chết sau khi phá thai không thành công, và sau đó giao cho Harris hoàn thành công việc. Họ đã không kiểm tra thực tế Harris một lần nào về rất nhiều tuyên bố sai sự thật mà bà đưa ra, chẳng hạn như ám chỉ Trump không lên án những người theo chủ nghĩa tân quốc xã ở Charlottesville.
tuyên bố Trump ủng hộ lệnh cấm phá thai và cấm thụ tinh trong ống nghiệm, cáo buộc các cảnh sát đã chết vào ngày 6 tháng 1, rằng Trump nói sẽ có một cuộc tắm máu nếu Biden tái đắc cử và chương trình nghị sự của ông là dự án 2025. Cuối cùng, tốt hơn là nên sai lầm khi để những người tranh luận kiểm tra thực tế lẫn nhau. Nhiệm vụ của bất kỳ người tranh luận giỏi nào là sửa lỗi cho đối thủ khi họ sai. Nhưng nếu người điều phối sẽ vào cuộc, họ cần phải sẵn sàng làm điều đó một cách công bằng cho cả hai bên. Thật đáng buồn là điều đó thậm chí còn không xảy ra vào tối nay. Harris có lẽ đã mất nhiều hơn vào đêm nay với một cuộc tranh luận tệ hại, và bà đã làm tốt. Nhưng nhóm của bà đã ngay lập tức đưa ra đề xuất một cuộc tranh luận thứ hai. Điều đó có nghĩa là họ hoặc là quá tự tin và nghĩ rằng họ có thể đóng một chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của Trump, hoặc họ nghĩ rằng Harris đã không làm đủ để giành được một chiến thắng rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, đó là một đề xuất mạo hiểm. Trump được biết đến là thể hiện tốt hơn trong cả cuộc tranh luận vòng 2 của mình, và không có khả năng ông ấy sẽ lại đồng ý với một mạng lưới tin tức chính thống rõ ràng là thiên vị chống lại ông như ABC. Tất nhiên, Fox News đã đề nghị tổ chức trận đấu tiếp theo. Bài số 2. 5 nhận xét trên WSJ về cuộc tranh luận. Bài viết của Catherine Lucy không sai là Trump bị khiêu khích và mất bình tĩnh. Tệ nhất là nói về vụ di dân từ Haiti ăn thịt chó hay mèo, tin đồn vớ vẩn, đang bị tố cáo là tin láo và không đáng nhắc tới. Ban tranh cử của Trump có trách nhiệm về chuyện vặt này. Tôi cứ lo tình hình sẽ là 50-50. Sau cuộc tranh luận, Kamala có hy vọng lên tới đó. Năm khoảnh khắc tranh luận quan trọng nhất, Kamala Harris dường như đã chọc tức Donald Trump trong lần gặp đầu tiên. Donald Trump bỏ đi trong giờ nghỉ quảng cáo khi Kamala Harris ghi chép vào thứ ba trong cuộc tranh luận tổng thống tại Philadelphia. Phó tổng thống Kamala Harris liên tục phản đối trong cuộc tranh luận nảy lửa với cựu thống Donald Trump vào thứ ba, khi hai người xung đột về kinh tế, phá thai, chính sách đối ngoại và quy mô đám đông vận động tranh cử của họ. Ông không chạy đua với Joe Biden, ông chạy đua với tôi, Harris tuyên bố tại một thời điểm. Tóm tắt cách cuộc thi đã thay đổi mạnh mẽ như thế nào sau khi Tổng thống Biden rời cuộc, sau màn trình diễn tranh luận thảm hại vào tháng 6 của ông. Sau đây là 5 khoảnh khắc quan trọng trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên năm 2024. Một lời giới thiệu mang tính lịch sử Trump và Harris trong cuộc gặp chính thức đầu tiên của họ, bắt tay nhau khi bắt đầu cuộc đối đầu. Một nghi thức mà Trump và Tổng thống Biden đã bỏ qua trong cuộc tranh luận vào tháng 6. Harris mặc một bộ vest tối màu, bước về phía Trump trên sân khấu và tự giới thiệu bằng cách nói Kamala Harris. Donald Trump và Kamala Harris bắt tay nhau. Cuộc họp cho thấy sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa phó tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, người đeo cà vạt đỏ. Ông cao 6 feet, 3 inch, còn bà cao 5 feet, 4 inch. Hai người nhanh chóng đưa ra một cuộc trao đổi gay gắt về nền kinh tế. Khi Harris tuyên bố mình là người ủng hộ tầng lớp trung lưu, và Trump chào hàng các kế hoạch về thuế quan của mình. Ông chỉ trích bà vì đã giám sát một giai đoạn lạm phát mạnh đã giảm bớt, nhưng vẫn khiến nhiều người Mỹ choáng váng. Trump khẳng định rằng ông đã chủ trì một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx, ông tuyên bố. Mọi người đều biết bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx. Cha bà ấy là một giáo sư kinh tế theo chủ nghĩa Marx. Khi Trump nói, Harris cứ nhìn chằm chằm vào ông và lắc đầu. Bà nói rằng Trump sẽ chỉ cắt giảm thuế cho các tỷ phú và tập đoàn. Donald Trump không có kế hoạch nào cho ông, Harris nói tại một thời điểm. Trump đấu tranh về vấn đề phá thai. Bị đưa vào thế khó về vấn đề phá thai, Trump cho biết vấn đề này tốt nhất nên để các tiểu bang giải quyết, nhưng không nói liệu ông có phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc
với tư cách là Tổng thống hay không. Tôi sẽ không phải làm vậy. Trump tuyên bố, ám chỉ rằng lệnh này sẽ không bao giờ nhận được đủ sự ủng hộ để thông qua Quốc hội. Phá thai là vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri sau quyết định của Tòa án tối cao năm 2022 nhằm lật ngược phán quyết Roe v. Wade. Tháng trước, Trump đã gợi ý rằng ông sẽ ủng hộ một biện pháp bỏ phiếu nhằm bãi bỏ lệnh cấm phá thai kéo dài 6 tuần ở Florida, nhưng sau đó đã rút lại tuyên bố đó trong bối cảnh bị các nhà hoạt động chống phá thai chỉ trích. Mọi người theo dõi cuộc tranh luận của Tổng thống tại một hộp đêm ở Las Vegas. Anh John Lutcher, Associated Press. Harris cho biết quyết định của tòa án tối cao đã gây ra lệnh cấm ở nhiều tiểu bang khi nói về những phụ nữ không được chăm sóc vì sảy thai hoặc sau khi bị cưỡng hiếp. Bà cho biết, Donald Trump chắc chắn không nên ra lệnh cho một người phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình. Trump, người đã khoe khoang về việc bổ nhiệm ba thẩm phán tòa án tối cao, đã lật ngược Roe, đã đưa ra một lập trường sắc thái hơn gần đây, khi ông cố gắng vô hiệu hóa một vấn đề, vốn là một trong những trách nhiệm chính trị lớn nhất của Đảng Cộng Hòa trong hai năm qua. Ông cũng nói Harris sẽ cho phép phá thai sau khi sinh, điều này là sai. Các cuộc tấn công cá nhân. Tôi đang nói bây giờ, nếu bạn không phiền, Trump đã nói với Harris vào khoảng giữa cuộc tranh luận. Nghe quen không? Trump đã bắt chước một bình luận mà Harris đã đưa ra với cựu phó tổng thống Mike Pence của mình trong cuộc tranh luận năm 2020 của họ. Nhận xét này nhấn mạnh mức độ cá nhân của các ứng cử viên khi họ tấn công trong phòng thủ chống ở Philadelphia. Vài phút trước, Harris đã liệt kê các vấn đề pháp lý của Trump một cách chi tiết. Gọi ông là một người đã bị truy tố vì tội an ninh quốc gia, tội kinh tế, can thiệp bầu cử, đã bị kết tội tấn công tình dục và lần ra tòa lớn tiếp theo của ông là vào tháng 11 tại bản án hình sự của chính ông. Bình luận này đã gây ra phản ứng đầy cảm xúc từ Trump, người cho biết các vụ truy tố có động cơ chính trị. Tôi có lẽ đã bị bắn vào đầu vì những điều họ nói về tôi, Trump nói. Ám chỉ đến vụ ám sát tại một cuộc meeting ở Pennsylvania vào tháng 7. Ở một thời điểm khác, rõ ràng là muốn chọc tức Trump, Harris tuyên bố về các cuộc meeting của Trump. Mọi người bắt đầu rời khỏi các cuộc meeting của ông ấy sớm vì kiệt sức và buồn chán. Trump, người từ lâu tự hào về các cuộc meeting lớn và sôi động của mình, đã trả lời một cách gay gắt rằng mọi người không tham dự các cuộc meeting của Harris. Mọi người không rời khỏi các cuộc meeting của tôi, ông nói. Những cuộc meeting lớn nhất, những cuộc meeting đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị. Khi được hỏi liệu ông có thừa nhận rằng mình đã thua cuộc bầu cử năm 2020 hay không, Trump đã từ chối. Không, tôi không thừa nhận điều đó chút nào, ông nói. Harris tuyên bố rằng Trump đã bị 81 triệu người sa thải. Vì vậy, hãy nói rõ về điều đó và rõ ràng là đã có một thời gian rất khó khăn để xử lý điều đó. Trump cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ông có hối hận về hành động của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một đám đông những người ủng hộ ông xông vào điện Capitol của Hoa Kỳ hay không. Xung đột về Ukraine. Khi bị hỏi liệu ông có nghĩ rằng việc Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga là vì lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ hay không, Trump đã từ chối trả lời. Tôi muốn chiến tranh chấm dứt, ông nói. Trump thường xuyên ca ngợi mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông tuyên bố rằng ông có thể nói chuyện với Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giải quyết xung đột, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cách thức thực hiện. Harris đáp trả, nếu Donald Trump là Tổng thống, Putin sẽ đang ngồi ở Kyiv ngay bây giờ. Và ca ngợi công việc mà Hoa Kỳ đã làm với các đồng minh NATO để hỗ trợ Ukraine và nói với Trump, ông tôn thờ những người đàn ông mạnh mẽ thay vì quan tâm đến nền dân chủ. Ăn thịt mèo.
Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng những người di cư đang ăn thịt một số lượng lớn vật nuôi ở Springfield, Ohio. Ở Springfield, họ đang ăn thịt chó, Trump nói, nhắc lại một thuyết âm mưu trên mạng liên quan đến những người nhập cư Haiti đã bị các tổ chức tin tức lớn vạch trần. Họ đang ăn thịt mèo. Cảnh sát địa phương cho biết, không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố đó. Những tuyên bố này đã được các phương tiện truyền thông bảo thủ khuếch đại. Người dẫn chương trình David Muir nói với Trump rằng các báo cáo là không đúng sự thật. Tin đồn bắt đầu bằng một bài đăng trên Facebook trích dẫn người bạn của con gái hàng xóm của người đăng bài, theo cảnh sát. Harris lắc đầu và cười khi Trump tiếp tục nói về sự dối trá. Điều này cũng được người bạn đồng hành tranh cử phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ J.D. Vance của Ohio, nhắc lại trong tuần này. Họ đang ăn thịt thú cưng của những người sống ở đó, Trump nói. Bài số 3. Trump chủ quan, khinh địch và mắc bẫy. Bài tường thuật của Matthew Rice trên New York Sun. Trump khinh địch khi nhận tranh luận trên mạng ABC vì đấy là thỏa thuận trước với Biden, không phải với Kamala Harris. Sau đó, quả nhiên bị giăng bẫy mà không thoát, cho cả hai chân vào bẫy trong 15 phút đầu. Kamala không phạm sai lầm nào, không cười hô hố, mà có vẻ bình tĩnh hơn Trump, ngay cả khi tranh cãi về đối ngoại. Sau cuộc tranh luận phe Dân Chủ, thấy tự tin nên đề nghị cuộc tranh luận thứ hai. Ban tranh cử Trump cần xem lại toàn bộ và chữa cháy. Đáng lẽ Kamala Harris đã hết thời, nào ngờ vẫn còn hy vọng. Tôi ghi vội sau khi xem lại cuộc tranh luận. Trump, Harris tranh luận về an ninh biên giới, chủng tộc, kế hoạch kinh tế, trong khi các cuộc tấn công cá nhân xấu xí làm nổi bật cuộc tranh luận. Sau những gì nhóm của bà coi là một cuộc tranh luận thành công, chiến dịch của Harris tuyên bố họ sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris tham gia cuộc tranh luận Tổng thống của ABC News tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Philadelphia. Phó Tổng thống Harris và Tổng Trump đã chỉ trích lẫn nhau về hồ sơ của nhau về kiểm soát biên giới, phân biệt chủng tộc, chính sách kinh tế, phá thai. Và tại nhiều thời điểm, Trump đã rõ ràng bác bỏ những phát biểu đã chuẩn bị trước của mình để tấn công bà Harris sau khi bà đã thành công trong việc khiêu khích ông và đẩy ông vào thế phòng thủ. Trong suốt cuộc tranh luận, bà Harris cho biết Trump đã bị các nhà lãnh đạo nước ngoài chế giễu sau lưng rằng ông không đáng tin cậy để đấu tranh cho tầng lớp trung lưu và rằng ông sẽ ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu được bầu. Trong phần lớn đêm diễn, bà Harris đã thành công trong việc dụ Trump nói về hồ sơ của chính mình, buộc ông phải ngồi xổm phòng thủ và có thái độ hung hăng khiến nhiều cử tri mất hứng trong cuộc tranh luận đầu tiên năm 2020 giữa Trump và Tổng thống Biden. Từ các quyết định về nhân sự trước đây của ông cho đến sự tôn trọng mà ông giành được trên trường thế giới, cho đến việc ông không thể đoàn kết nước Mỹ, bà Harris dường như đã có thể buộc Trump quên đi mọi sự chuẩn bị cho cuộc tranh luận mà ông đã thực hiện. Thay vào đó, ông đã trở nên cá nhân khi bà tung ra các cuộc tấn công của mình. Khi bà giáng một đòn mạnh vào các cuộc meeting của ông, cựu tổng thống đã trở nên sôi nổi, bảo vệ quy mô đám đông của mình. Mọi người bắt đầu rời khỏi các cuộc meeting của ông sớm vì kiệt sức và buồn chán, bà Harris nói. Những gì bạn sẽ không nghe ông ấy nói đến chính là bạn. Ngay sau đó, Trump né tránh một câu hỏi về một vấn đề khác để quay lại vấn đề quy mô đám đông, nói rằng mọi người không đến các cuộc meeting của bà Harris và rằng ông có những cuộc meeting lớn nhất, những cuộc meeting đáng kinh ngạc nhất. Cuộc thi dường như diễn ra rất tốt với bà Harris, đến nỗi chiến dịch của bà đã tuyên bố chỉ vài phút sau khi cuộc tranh luận kết thúc rằng Phó Tổng thống đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận thứ hai. Phó Tổng thống Harris đã chỉ huy sân khấu về mọi vấn đề quan trọng
đối với người dân Mỹ. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon cho biết trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai, còn Donald Trump thì sao? Chiến dịch cho biết họ hy vọng cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10. Một trong những khoảnh khắc khiến Trump rõ ràng khó chịu là khi bà Harris nói rằng, với tư cách là Phó Tổng thống, bà đã đi khắp thế giới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài. Nhiều người trong số họ cười nhạo Trump. Bà nói thêm rằng, các quan chức quân sự Hoa Kỳ, một số người từng làm việc cho Trump, đã gọi ông là sự ô nhục. Đây là một điểm nhạy cảm đối với cựu Tổng thống, người đã nhiều lần nói trong quá trình tranh cử rằng chính quyền Biden-Harris chỉ là trò cười. Trước đó trong đêm, bà Harris đã nêu bật một số quan chức an ninh quốc gia nổi bật, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Trump, đều đã lên tiếng chống lại ông trong cuộc bầu cử này. Trump chỉ ra rằng, trong số những nhà lãnh đạo quân sự và cựu nhân viên hiện đang phản đối ông đã sa thải họ. Họ không sa thải bất kỳ ai. Trump nói về việc rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Khi Trump được yêu cầu trả lời về việc các nhà lãnh đạo nước ngoài bị cáo buộc cười nhạo ông đã đáp trả rằng ông có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary Orbán. Người bạn Victor của tôi, như Trump gọi ông, đã nói rằng Trump bị sợ hãi và được tôn trọng. Các nhà lãnh đạo của các nước ngoài nghĩ rằng họ yếu đuối và bất tài. Trump nói về bà Harris và ông Biden. Sau khi bị chất vấn về vai trò của mình với tư cách là cái gọi là sa hoàng biên giới, bà Harris đã chuyển hướng để tuyên bố rằng bà sẽ tự hào ký thỏa thuận biên giới lưỡng đảng của Thượng viện. Thỏa thuận này sẽ trao cho Tổng thống thẩm quyền đóng cửa các cửa khẩu tại các cảng nhập cảnh. Trump phản pháo nói rằng tội ác do người di cư gây ra đang đe dọa kết cấu của nước Mỹ. Tội phạm ở đất nước này đã lên đến đỉnh điểm và chúng ta có một hình thức tội phạm mới ở đất nước này. Nó được gọi là tội phạm di cư, cựu Tổng thống nói. Trước đó trong cuộc tranh luận, hai người đã bắt đầu bằng cách nói về các kế hoạch kinh tế của họ. Bà Harris cho biết Trump không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài những người bạn giàu có của mình. Donald Trump không có kế hoạch nào cho bạn. Khi bạn nhìn vào kế hoạch kinh tế của ông ấy, đó chỉ là cắt giảm thuế cho những người giàu nhất, bà nói tại cuộc tranh luận ở Philadelphia của họ. Bà Harris đã bắt đầu cuộc tranh luận bằng cách nói về cái mà bà gọi là nền kinh tế cơ hội, ám chỉ khoản tín dụng thuế trẻ em mở rộng, xây dựng nhà mới và tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ. Thuế bán hàng của Trump ám chỉ mức thuế quan mà cựu Tổng thống đề xuất. Kế hoạch đó bao gồm mức thuế quan 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và mức thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc cộng sản. Trump phản pháo, nói rằng kế hoạch của bà Harris chỉ là bà đã sao chép Biden. Donald Trump đã để lại cho chúng ta tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái, bà nói để đáp lại. Những gì chúng ta đã làm là dọn dẹp mớ hỗn độn của Donald Trump. Trong tuyên bố kết thúc của mình, bà Harris đã nêu ra lập luận rằng bà đang hướng tới tương lai trong khi Trump đang nhìn lại quá khứ. Bà cho biết những người xem tranh luận đã thấy một tầm nhìn tập trung vào tương lai và tập trung vào quá khứ. Chúng ta có thể vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước, bà Harris nói thêm. Nói rằng bà sẽ đảm bảo rằng bà cho những người lao động chăm chỉ một cơ hội và giảm chi phí sinh hoạt. Tôi sẽ là một tổng thống phản đối các quyền và quyền tự do cơ bản nhất của chúng ta, bà Harris nói. Trump đáp trả trong lời cuối cùng của cuộc tranh luận bằng một thông điệp đơn giản. Tại sao bà ấy không làm điều đó? Bà ấy đã ở đó 3 năm rưỡi rồi. Bà ấy nên rời đi ngay bây giờ, đến Nhà Trắng xinh đẹp đó và làm những điều bạn muốn làm, Trump nói. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.